Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối, tức là 20 giờ của ngày 21 tháng 1 năm 2022. Tết âm thì sắp tới rồi và có vẻ như là rất nhiều người sẽ mất Tết. Tôi đã có lần tôi chia sẻ rằng là để hưởng cái sự khoan hồng thì báo cáo với các bác, các anh chị này nên tự thú, đầu thú trước đi. Đừng có để khi cơ quan điều tra vào vừa mất thời gian tốn vật lực mà cái án nó lại không nhẹ một chút nào. Câu chuyện ở CDC Bắc Giang mà ông giám đốc vừa bị bắt ấy, nó còn có một câu chuyện đau lòng hơn, tôi sẽ kể các bác ở đoạn sau. Còn đầu tiên chúng ta qua một cái sự kiện có thể nói rằng là chấn động ngày hôm nay. Củi lửa có vẻ như đốt cỏ, đốt mệt nghỉ luôn. Trên màn hình của các bác thì các bác có thể thấy đó là bắt giám đốc CDC Bắc Giang vì nhận tiền lại quả từ Việt Á nhưng qua trung gian. Ngày 21 tháng 1 thì Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lâm Văn Tuấn, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang, để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan này cũng khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phan Huy Văn, giám đốc công ty Phan Anh, trụ sở tại Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, và Phan Thị Khánh Vân là kinh doanh tự do, chị gái của Huy Văn để điều tra về cùng tội danh này. Và đã được phê chuẩn rồi, Viện Kiểm sát tối cao đã phê chuẩn. Và đây là diễn biến mới nhất của quá trình C03 mở rộng điều tra vụ án vi phạm về quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ liên quan tới vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á và nhiều địa phương. Kết quả điều tra ban đầu thì đã xác định bị can Tuấn đã có hành vi thông đồng, cấu kết với bị can Huy Văn và tổng giám đốc công ty Việt Á là Phan Quốc Việt để thực hiện hành vi trái pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 do công ty này sản xuất. Và tổng giá trị các hợp đồng mua kit xét nghiệm giữa công ty Phan Anh, CDC Bắc Giang với Việt Á là hơn 148 tỷ đồng. Và đáng chú ý thì cơ quan điều tra đã xác định ông Huy Văn và bà Khánh Vân còn thỏa thuận nhận trên 44 tỷ đồng tiền hoa hồng từ công ty Việt Á sau thương vụ mua bán kit xét nghiệm. Sau đó, bị can Khánh Vân đã chi một phần tiền lại quả cho giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn. Như vậy thì đến nay đã có 4 giám đốc CDC bị khởi tố trong vụ án này, bao gồm có CDC của Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương thì bị khởi tố. Và các bác có thể thấy à, điểm qua lại một chút nhé. Đây, ở đây người ta cũng điểm tra một chút, chúng ta điểm điểm qua lại luôn. Và những sai phạm trong công ty cổ phần công nghệ Việt Á thông đồng với một số địa phương thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 thì đến nay C03 đã khởi tố các quan chức cấp vụ của hai bộ bao gồm ông Nguyễn Minh Tuấn là nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế của Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên là vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính và ông Trịnh Thanh Hùng là phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ. Và cũng khởi tố là Phan Quốc Việt là tổng giám đốc, rồi Vũ Đình Hiệp là phó giám đốc, rồi vân vân nhiều lắm. Nhưng mà ở đây tôi thích nhất là cô Phan Tôn Noel Thảo. Với những lời khai của cô này thì báo cáo các bác rằng là quá trình còn làm còn rất nhiều. Các anh chị nào mà đã lỡ nhận tiền ấy, thì tốt nhất một lần nữa tôi kêu gọi rằng hãy ra đầu thú, tự thú đi. Đừng có để mà cơ quan, kể cả cơ quan địa phương người ta vào là các anh chị cũng đã chết rồi. Xong phim rồi. Nhưng mà ở đây các bác biết rằng là cái điểm đáng chú ý là gì các bác biết không? 148 tỷ nhưng mà lại quả 44 tỷ. Vậy là số phần trăm hoa hồng lên tới 30%. 30%. 30% để dùng lại quả thì các bác có thể thấy rằng là chưa phải là nhiều. Với ngành nghề bình thường thì đó là quá kinh khủng luôn. Nhưng với vụ này không phải là nhiều. Bởi vì các bác có thể thấy vừa rồi á, một cái kit xét nghiệm là bao nhiêu tiền? Kit xét nghiệm nhanh nhập về chưa đến 1 đô mà họ bán với giá bao nhiêu? Đó. Rồi các bác có thể thấy rằng là
Cái số còn lại khi nhập về thì chưa tới 270 tỷ trong cái toàn bộ cả cái quá trình mà Việt Á làm. Cái kim mạch xuất nhập khẩu đấy, nhập các vân vân về đấy, là chưa đến 270 tỷ. Và doanh thu tới 4.000 tỷ thì các bác tưởng tượng rằng là lợi nhuận thế nào? Bác tính giúp tôi xem là lợi nhuận bao nhiêu phần trăm? Chi phí đầu vào 270 tỷ đi, thực ra 260 tỷ chúng ta bonus cộng thêm. Thì đến 4.000 tỷ thì các bác biết lợi nhuận thế nào? Và cái việc lại quả đến 30% như thế này là cái chuyện rất bình thường. Mà đây á, các bác tưởng tượng rằng á, đây mới là cái phần mà gọi là chiết khấu trực tiếp cho các CDC và các bệnh viện. Đây là cái phần chiết khấu trực tiếp. Thế còn mà lại còn phải đi gặp anh này, gặp chị kia, gặp vân vân nữa, thì các bác tưởng tượng rằng là bao nhiêu tiền cho nó đủ. Nhưng mà với cái số lợi nhuận như thế, 270 tỷ mà hơn 4.000 tỷ đồng, thì báo cáo với các bác thừa sức cái việc mà thậm chí rằng là có thể nâng lên thành 50% cũng được, rồi vẫn đi biếu anh này chị kia được, mà vẫn mang lại cho mình một cái bản thân một số tiền cực lớn cũng được, ăn tan ăn bạo trên trên xương máu của người dân, ăn tan ăn bạo trên nước mắt của người dân. Liên quan đến vụ CDC Bắc Giang này thì tôi xin chia sẻ với các bác đôi điều. Chắc hẳn các bác nhớ cái đợt dịch xảy ra tại Bắc Ninh Bắc Giang và toàn bộ cái nguồn vật lực rồi vân vân tất cả mọi thứ dồn vào đó. Những y bác sĩ tuyến đầu đã phải làm việc vô cùng cực khổ. Người nông dân không thu hoạch được và phải chịu rất nhiều thiệt hại. Các bác biết là bao nhiêu vải không? Thế rồi một số người bạn của tôi ấy, thậm chí đã dồn thậm chí là nhiều chục tỷ đồng để mà hỗ trợ cho Bắc Giang trong thành phần chống dịch. Họ bỏ tiền túi của mình ra. Cũng không phải là những người, có những người không phải giàu có gì, như tôi đâu có giàu có gì đâu, mà tôi cũng bỏ mấy chục triệu để góp vào. Thế rồi cho Bắc Giang được đó. Rồi thậm chí rằng là bởi vì tập trung nguồn lực cho Bắc Giang, có những anh giám đốc bệnh viện ấy, khi gọi điện cho một số người trong trung tâm bọn tôi ấy, thì có nói rằng là các em bây giờ có gì giúp anh không, chứ bây giờ là tất cả khẩu trang rồi tất cả một số trang thiết bị thì tập trung cho Bắc Giang hết rồi, Bắc Giang Bắc Ninh hết rồi, bên anh là cũng rất cần đó, nếu hỗ trợ được thì hỗ trợ cái vật phẩm như thế này đó, toàn bộ những cái gì tốt nhất dành cho Bắc Ninh Bắc Giang, những cái gì khốn khổ nhất là người dân, là y bác sĩ tuyến đầu. Trời ơi, sao bây giờ tôi nghĩ đến cái cảnh mà ông Nguyễn Thanh Long, ông ấy lên Quốc hội, ông ấy báo cáo và ông ấy bảo rằng là không làm bất mặt ngành y vân vân vân, thì xin phép với các bác rằng là người dân người ta thương y bác sĩ lắm, nhất là những người tuyến đầu á. Cái cảnh trong Sài Gòn người ta nói rằng là chúng con ở Bạch Mai ạ, trời ạ, in đậm vào đầu người dân luôn, in vào trong lòng người dân này luôn. Nhưng mà người ta càng in lòng bao nhiêu thì người ta càng căm thù những cái lãnh đạo mà đã chiết khấu cái phần trăm đó người ta mang về cho gia đình mình. Bao nhiêu người đã mất trắng sự nghiệp, các nông dân đã phải bỏ quả cái thứ đó đi. Đợt đấy bọn tôi còn huy động, còn cố gắng để mà thậm chí rằng là tiêu thụ nông sản cho người nông dân mấy nghìn tấn. Thế rồi các bác có thể thấy rằng là có những bà mẹ tiễn con mình là tình nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch, lúc con đi thì khỏe mạnh béo tốt, lúc về tất nhiên vẫn khỏe mạnh nhưng mà giảm đi mấy chục cân. Các bà mẹ nhìn thấy là xót lắm, xót con mình lắm. Trong cái bộ đồ bảo hộ nóng nực như vậy, họ làm quần quật mười mấy tiếng một ngày, làm đến kiệt sức. Thậm chí có những học sinh sinh viên, có những sinh viên ấy, vừa làm vừa thi, vừa làm trong ca trực vẫn phải mặc bộ đồ bảo hộ để mà thi. Không biết rằng anh Thanh Long ơi, anh Trung Ngọc Anh ơi, các anh Trung tướng Đỗ Quyết ơi, các anh có nghĩ rằng là những con người đó đáng trân trọng không? Người dân vô cùng trân trọng những con người như thế. Nhưng càng trân trọng bao nhiêu, người ta càng căm thù những người chủ mưu những vụ này bấy nhiêu các anh ạ. Nó khổ như thế. Không hiểu rằng là những người chùm cuối, khi họ đang đọc những cái dòng này, họ đang nhìn thấy cái việc này, họ lo lắng cho bản thân họ, hay họ cảm thấy rằng là xấu hổ và cảm thấy bản thân mình thật ti tiện, bẩn thỉu
Bởi vì mình trục lợi ở trên cái nỗi đau của dân tộc, của đất nước. Có phải không? Chùm cuối chắc chắn cũng đang đọc những thông tin này đấy. Và có cảm thấy điều đó hay không? Hôm qua Tổng Bí Thư cũng đã nói một cái, nó gọi là giáo dục liêm chính trong cán bộ đảng viên. Các anh cảm thấy phải cảm thấy xấu hổ, phải cảm thấy nhục nhã, cảm thấy ti tiện khi mà cầm lại những cái đồng tiền bẩn thỉu đó. Chứ không phải nói rằng là Tết hết đến rồi, nó là một cái nét văn hóa của dân tộc, ngụy biện mức cùng cực. Có đúng không các bác? Rất bức xúc. Nhất là sự việc xảy ra tại Bắc Giang, và bọn tôi đợt đấy cũng làm tương đối nhiều. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành.